Xin chào các em, chúng ta sang bài một số ID là 109. Bài toán này thì minh họa cho phần liên quan đến ester của phenol. Đọc đề lên các em nhìn thấy ngay người ta không hề cho các em cái từ nào là từ mạch hở hết rồi. Như vậy chắc chắn là các em ốp mìn luôn cho thầy nó là ester, chắc chắn là có ester của phenol rồi. Không cần thì phải chứng minh nhiều. Đó. Thế thì việc chứng minh chúng ta để sau, chúng ta xử lý ngay cho thầy. Đó, vào vòng thi chúng ta phải bắt mạch mạch luôn thầy có E1 ký hiệu là ST là đơn chức E2 là E2 chức số mol bon tổng là 0,2 cộng với NaOH e NaOH e chưa biết thông tin sản phẩm thu được muối thu được ancol và có ST của phenol thì các em phải định hình là có nước phản ứng phụ với natri thì tạo ra hiro và delta m tăng bằng 9 gam muối của thầy ở đây người ta thực hiện phản ứng đốt cháy cho số mol của oxy là 0,52 mol thì các em nghĩ đến bảo tàng nguyên tố oxy sản phẩm ra NA2CO3 ra CO2 và nước tổng khối lượng của CO2 và nước cho sẵn là 24,2 thế thì bài toán này Các em nhìn biết ngay rồi dấu hiệu của bảo toàn khối lượng to đùng rồi lý do vì sao bởi vì người ta cho các em ở đây là khối lượng không đổi được về mol 24,52 gram Biết hết thông tin oxy tổng CO2 và nước Như vậy bảo toàn khối lượng cho muối Các em tìm ra được NA2CO3 là 0,16 Từ đó suy ra NAOH bảo toàn natri là 0,32 Các em có thể là chứng minh nó là este của phenol được Hoặc các em có thể là ốp mìn luôn thầy cũng được Chứ không cần thì phải chứng minh nữa Cũng không vấn đề gì cả Hay bây giờ thầy sẽ xử lý nó Điều khó nhất của bài toán này người ta cho ET là ET đơn chức và ET ST là ST hai chức. Vậy bây giờ các em phải chứng minh xem nó có mấy chức ST của phenol. Và ST của phenol nó nằm ở đâu trong ST đơn chức hay là trong ST hai chức. Đấy, khó nhất của bài toán là điều đó. Phải làm rõ vấn đề là phải là làm rõ làm rõ cái gì? Đó là chức COO của phenol nằm thuộc cái ST1 hay là thuộc ST2. Đấy mới là điều quan trọng. Thế bây giờ xử lý như thế nào bây giờ? À các em để ý thế như sau này. Các em hãy quan hệ về mol để các em so sánh. Các em có 0,2 mol. Đó, 0,2 mol. Thế nếu như mà cái ST đơn chức này của thầy có chứa gốc phenol thì tỷ lệ là 1 chia 2. Thế còn cái ST hai chức này của thầy tối thiểu là 1 chia 2. Như vậy tỷ lệ của thầy đều là 1 chia 2 Thì NaOH của thầy phải là Tỷ lệ của thầy là 1 chia 2 Thì sẽ mua là 4 mol 4 mol Như vậy thầy rất là vô lý Đó vô lý Thế thì bây giờ đặt vấn đề là vô lý là sai đúng không Như vậy các em mình chắc chắn rằng Cái E1 của thầy Phải là ST của Ancon Đó có dạng ROCOO Ancon thầy gọi là R -phải. Đây là Ancon Đây là E1 Thế còn E2 thì sao? E2 lại đặt hai vấn đề. Một là nó có dạng ancol của thầy cũng nằm ở trong này và có chứa chức phenol. Hoặc cả hai của thầy đều chứa chức phenol cả. Đấy các em phải tư duy như vậy thì mới hết khả năng được. Đó hai chức. Vấn đề bây giờ các em xử lý cho thầy như thế nào? Đó. Thế thì ở đây thầy sẽ có ốp mìn luôn nếu như mà thầy dùng kỹ thuật vênh mà tỷ lệ nó đẹp thì chúng ta cứ lấy thôi thì lấy trường hợp 1 đi. Đó, trường hợp 1 đi. Thì kết quả thầy có như sau. À, thầy dùng vinh tỷ lệ phản ứng. Ở đây của thầy là ST thứ nhất tỷ lệ 11, ST thứ tỷ lệ 13. Như vậy thầy lấy 0,32 trừ đi 0,2 là 0,12. Sau chia 2, vậy thằng này của thầy là 0,06. Thằng này của thầy ở đây đó, sẽ bằng lấy 0,2 trừ 0,06 là 0,14 mol. Đó, rất là đẹp. Thế còn nếu như tỷ lệ ở dưới thì sao? Thì tỷ lệ của thầy sẽ là 1 chia 4 với lại 1 chia 1 Vậy chia 3. Các em lấy 0,32 trừ 0,2 là 0,12 sau đó chia 3 thì sẽ là 0,04. Tóm lại là các em phải xét trường hợp 1 trước, trường hợp này trước. Thì nếu mà có nghiệm đẹp có kết quả rồi thì chẳng cần xét trường hợp 2 đâu. Nếu là nghiệm này thì nó là 0,04 mol. Tỷ lệ 1,4 cho tỷ lệ 1, lệ 1, -1 là các em chia 3. Đó, cái trường hợp này để riêng ra sao để riêng nha Như vậy bây giờ sau khi có nội dung kia rồi Thì thầy xét trường hợp một trước Nó có nghiệm đẹp thì chúng ta ốp Càng bài khó thì người ta càng để nhiều trường hợp Để kem bị dối Nó do đó vào phòng thi chúng ta cứ ốp mình luôn Bây giờ việc tiếp theo là tìm CO2 và nước thì không có gì khó cả Các em có hai số liệu Số liệu số 1 là bảo toàn nguyên tố oxy Số liệu thứ hai là bảo toàn khối lượng Là kem em tìm được CO2 và nước Thế thì muối của thầy ở đây thầy viết lại Để các em nhìn thấy bảo toàn oxy Thầy có COONA ONA C và H2 dồn muối luôn Thì CONA của thầy là 0.06 Còn CONA của thầy cộng cả 2 STF vào là 0.2 0.06 cộng với 0. À sorry 0.06 x 2 Là 0.12 cộng 0.14 0.36 0.36 Đó 0,36 Sau khi mà có được cái con số này rồi Thảo nhỉ, kiểm tra lại thầy nào à, 0,26, 0,12 cộng 0,14, 0,26 Xin lỗi, sorry Đó Thế các em có là 0,26 x 2 Cộng 0,06 x 1 là oxy trong muối Cộng 0,52 x 2 là oxy ở trong oxy Và bằng oxy bên này Từ đó các em bấm cho thầy thì CO2 ở đây các em sẽ tìm ra được bằng 0,46 và nước của thầy là 0,22 đó các em xử lý nhanh số liệu sau đó các em bảo toàn C và bảo toàn H thì C của thầy ở đây bảo toàn tìm ra đây sẽ là 0,36 H2 là 0,22 Ok xong Như vậy thầy đã có hết đủ thông tin về muối rồi Bây giờ chỉ phải xếp hình cho muối mà thôi Xếp hình cho muối thì thầy sẽ giải thích để các bạn biết Thế nào là xếp hình cho nó ngon đầu tiên là thầy ép chắc chắn là có một muối là muối đơn trước bởi vì ete đơn trước chắc chắn là có muối là muối hai trước bởi vì thầy có là ete hai trước và chắc chắn của thầy có muối của phenol số mol có sẵn rồi đây là 0,06 số mol này của thầy ở đây là kh... đơn trước là 0,14 cái thằng này của thầy ở đây số mol của thầy bằng là 0,06 thì thầy tính còn lại C còn lại thừa ra và H còn lại thừa ra thừa ra bao nhiêu sau đó thầy ép min vào gắn nốt vào cái này là xong thì rất là may các em tìm ra bằng không hết như vậy đây là muối cần tìm luôn rồi và đề thi hỏi muối thì các em trả lời luôn muối có khối lượng phần trăm phần trăm khối lượng của muối có phân tử lớn nhất trong hỗn hợp Z đây là Z thì các em sẽ tìm ra được phần trăm cái này đó thì là sấp xỉ bằng con số ở đây là 32,789 Như vậy gần nhất của thầy phải là 32,8 Đáp án B Ok rồi đó Một cái bài toán được gọi là Quen thuộc của Phenol. Nhưng theo thầy được xếp vào bài toán khó Thế nếu như trường hợp mình là mày không ra nghiệm Thì các em xét tiếp trường hợp thứ hai Là este đơn chức của thầy Là không phải bao nhiêu chưa biết Nhưng mà este của thầy hai chức Có chứa toàn bộ hai gốc đều là gốc phenol cả Thì nó là 0,04 Thì đây sẽ là 0,2 trừ 0,4 0,16 và các em làm tương tự với trường hợp thứ nhất đấy đấy là cách mà à, cố gắng để là các em định hình được nó ok như vậy là thầy minh họa xong cái bài này hy vọng là em có thể tham khảo được